Tôi đang dạo quanh khu vực chợ cây ở ngoài triển lãm của Thái Nguyên. Cây về rất là nhiều, rất nhiều những cái chuyến xe từ xa đã mang cây về. Mời quý vị và các bạn cùng tôi chiêm ngưỡng những tác phẩm đó có mặt tại Thái Nguyên. Đây là một tác phẩm mai Chấu Thủy. Có cái gốc cũng rất là hầm hố. Mai Chấu Thủy dòng lá to. Cái này nhìn cũng hầm hố, cũng đẹp đấy chứ nhỉ. Đang có hoa các bạn nhé. Mai Chấu Thủy thì hoa của nó rất là thơm. Cái này chủ vườn vào giá là bao nhiêu chủ vườn nhỉ? 22 triệu. Rồi, 22 triệu tác phẩm Mai Chấu Thủy. Một cây tùng La Hán. Rất là côn cây, ngọn rất côn. Cái này thì bao nhiêu tiền này? Cái này. Chủ vườn báo giá 8 triệu tác phẩm này nhá. Cái dòng xanh chi thì trong miền Nam ít nhỉ, đúng không? Chủ yếu là mai mới. Đây là si. Cái khế này đẹp này. Chắc là các vị làm này để đỡ công tưới nước đúng không? Không, cho nó là tưới cho nó khỏi bị. Sân này nó lên rêu như mấy cái rêu xanh kia này. À. Nó lên rêu. Định nguyên thế à? Dạ. À. Nó nghiêng lên rêu tự nhiên luôn. À thế để được không có bỏ ra hả? Dạ. Cái đấy là chất gì đấy? Dạ, mình chắc mùng mà đỡ bên Trung Quốc nó lót cái chậu Trung Quốc á. À à. Để nó lót cái chậu. Rồi. Cái này nó riêu này, đang riêu này. Rồi. À. Rồi. Cái này nó sẽ như riêu kia. Mà để cái này nó cũng giữ ẩm tốt đúng không? Dạ. Rồi. Giữ ẩm khỏi lên không giữ... mặt cỏ, tưới nó cứ không khỏi bị sói đất. À rồi. Vừa giữ ẩm vừa lên riêu rất là đẹp đúng không? Cái tùng La Hán cũng rất đẹp. Cái này bao tiền bạn nhỉ? Cái này 8 triệu. 8 triệu. Có cái ngọn rất là côn. Thân thì rất là mềm mại.
tôi quay kỹ cái tác phẩm này rất là đẹp. Một tác phẩm si si được đó, si miền Trung á, si miền Trung được. Này bệ nó đẹp nhỉ. Cây ngâu này cũng đẹp này, lạ đúng không, nhìn rất lạ. Cây ngâu này vào giá là bao nhiêu tiền bạn nhỉ? 15 triệu cây ngâu nhé. Hoa của nó này, quả này. Một tác phẩm Tùng La Hán cũng rất đẹp. Cái tùng này là bao tiền tiền bạn nhỉ? Một cây tùng được báo giá 12 triệu nhé. Khế này. Khế này không biết là khế chua hay khế ngọt đây. Cái gần đúng không? Dạ. Hỏi các bạn trồng cái này nó có đắt. Còn trồng cái mai này. Chậu này nghe mua nó có chậu thôi em. Cái mai nó có chậu. Cái gì nó bắt trong nhau rồi. Nhưng mà người ta không thích cây ấy. Người ta thích cái chậu thì nó bao giá cây khế này cho anh em nhìn xem. 10 triệu cây khế này nhá.
gần đó, cái đó biết tìm không? Rồi. Một cây khê gân cũng rất là giá trị. Mài chú thủy. Một tác phẩm si. Tùng La Hán. Một cái si dáng huyền rất là đẹp. Cái si này bao tiền là bán được các bạn nhỉ? Cái si 15 thì... Chủ vườn báo giá cái si này 15 triệu nhé. Giá cũng tương đối là hợp lý. Một cái si đẹp như này. Đây, cây của nhà vườn còn rất nhiều trên xe. Các bạn đọc luôn số điện thoại cho anh em liên hệ đi. 0931 9797 39. Rồi, cảm ơn bạn nhé. Quay cái lưu này. Còn rất nhiều những cây đẹp. Tùng La Hán này.